có một kiểu câu an ủi phải nói là thậm vô duyên luôn. Đó là: con ơi, đó chỉ là một con chó thôi mà. Hầu hết các đứa bé nhận câu đó đều bị sốc. Sự tình không phải như vậy. Một cái gì đó, một con người, một con vật mà mình rất yêu thương, vốn là nó ở bên cạnh mình, nó đồng hành với mình thời gian đã dài rồi, bỗng nhiên biến mất, nó sẽ để lại một khoảng trống. Thì đó chính là một phần đau đớn nhất của những cái mất mát. Là một nhà tâm lý nhìn ra thì mình có xu hướng cho rằng cái nỗi sợ trước cái chết là một nỗi sợ nằm sâu trong tâm khảm của tất cả mọi người. Dù chúng ta bao nhiêu tuổi, dù chúng ta thuộc giới tính nào, dân tộc nào, thì cái điều mà đứa trẻ con này đang sợ cũng là điều chúng ta đang sợ. Đó là có một con người nhỏ đang hướng mắt chờ đợi một con người trưởng thành hơn, chín chắn hơn, hướng dẫn cho đứa bé đó cái cách làm sao để đối diện với những chủ đề khó của cuộc đời. Chúng ta phải đảm bảo là bản thân mình đủ vững vàng về mặt hiểu biết, về mặt suy nghĩ, đủ sâu sắc trước khi có thể thành một cái bờ vai, một chỗ dựa cho những đứa trẻ. Những mất mát này có thể là một dịp rất tốt để chúng ta làm mẫu cho trẻ cách ứng xử đối với cảm xúc, ký ức có chỗ của nó. Và nếu như mà con em chúng ta được xây nên bởi những yêu thương, những biết ơn trong quá khứ, trân trọng với những gì đã ra đi, thì chúng ta đang góp phần tạo nên một con người sống có tình, có nghĩa và có bản lĩnh, tức là không chạy trốn khỏi những khó khăn và đau buồn của cuộc sống, mà biết cách biến nó thành những nền tảng vững vàng để tiến lên. Xin chào, bạn đang nghe Postcards của tôi, Vũ Phi Yên, từ Phonos.